Hôm nay ngày 11 tháng 11, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 19. Theo chương trình, Quốc hội sẽ tiếp tục thông qua và thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, thảo luận ở hội trường về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án luật giá sửa đổi.